Máy khử trùng khử mùi xe ô tô Era Clean CW-C02 là một thiết bị nhỏ gọn, khử mùi và lọc không khí ấn tượng, có thể loại bỏ lên tới 93,2% formaldehyde. Hơn nữa, máy có thiết kế kim loại sang trọng, vô cùng gọn gàng và tinh tế, góp phần tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho nội thất trong xe ô tô của bạn. Máy hoạt động dựa trên cơ chế giải phóng ozone, có tính oxy hóa mạnh, giúp nhanh chóng phân hủy formaldehyde mà không gây ô nhiễm, đồng thời giải phóng ion âm, giúp không khí trong lành tươi mát hơn. Máy trang bị 3 chế độ lọc ion âm, chạm một lần, máy sẽ hoạt động và tự tắt sau 4 tiếng. Chế độ lọc đơn, nhấn giữ 2 giây, máy sẽ giải phóng ozone trong 15 phút và lọc không khí độc hại trong 30 phút. Chế độ lọc sâu, nhấn giữ 5 giây, máy sẽ lặp lại quy trình lọc đơn liên tục cho đến khi hết pin. Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp viên pin dung lượng lớn 3000mAh cho thời gian sử dụng thoải mái từ 2,5 đến 12 giờ chỉ với một lần sạc. Ngoài ra, máy có thể sử dụng linh hoạt trong các không gian nhỏ như tủ quần áo, tủ đồ chơi, tủ giày để khử mùi và mang đến bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe người dùng.